Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái mã chậu mới của tập đoàn Sơn Hà. Chậu có kiểu dáng một hố một bàn, chậu S78. Các bạn, là chậu S78 là thuộc phân khúc chậu inox cao cấp của tập đoàn Sơn Hà, được sản xuất bằng inox 304 dập liền tấm, không dùng hàn mài. Đây là công nghệ hoàn toàn mới, cho độ bền rất là cao. Và inox 304 thì có đặc tính là sáng bóng vĩnh viễn. Các bạn dùng từ khi mới trong suốt quá trình thời gian sử dụng thì chậu lúc nào cũng sáng bóng, không bị ngả màu, ố vàng hay là sáng đen, thì tính là cái chậu inox 304. Đây là chậu S78, là chậu của chúng ta có kiểu dáng một hố một bàn, thích hợp cho những không gian, cho những gia đình, những căn nhà có không gian căn bếp nhỏ hẹp. Thì đây là một chậu một hố một bàn. Bây giờ chúng ta cùng mở ra để xem chi tiết cái chậu này. Ok. Thưa các bạn, đây là mẫu chậu là S304, tức là chậu chúng ta được sản xuất bằng inox 304. Modem là S78X.2.3BP, tức là chậu S78. Đây, công nghệ là chữ X đây nghĩa là công nghệ sản xuất bề mặt theo dạng chống xước, tức là cái bề mặt của chậu nó có những cái vân giả xước. Thì trong quá trình sử dụng, nếu như cái chậu của các bạn mà vô tình bị đánh xước thì nó cũng rất là khó lộ, nó không bị lộ vết xước như các loại chậu khác. .2.3BP tức là chậu của chúng ta có hai lỗ để chờ để vòi. .3 tức là inox 304, và BP tức là cái bàn của chúng ta, bàn bên tay phải, tức là cái bàn này là cái bàn bên tay phải. Chậu S78 của chúng ta thì có kiểu dáng là bàn bên trái hoặc bàn bên phải. Thì đây là một chiếc chậu BP, là chậu bàn quay bên phải. Thì khi các bạn để chiếc chậu vào liền tường thì vòi liền chậu này, thì cái bàn của chúng ta này, cái bàn này còn lại đây là cái bàn quay bên ở bên tay trái, hoặc là có cái bàn ở quay bên tay phải. Thì đấy là cái phân tích cái mã chậu là như vậy, nội dung của mã chậu là như vậy. Bây giờ chúng ta mở hộp ra xem chiếc chậu này. Ok. Các bạn đấy, các bạn mỗi một chiếc chậu được đóng một chiếc hộp như này, và bên trong thì nhập kèm xốp rất cẩn thận, nên là công ty sẽ giao hàng miễn phí cho các bạn. Đối với khách hàng ở Hà Nội sẽ giao ngay trong ngày, còn đối với khách hàng ở tỉnh thì chúng tôi sẽ kết hợp xe hoặc là vận chuyển nhờ qua đường bưu điện chuyển cho các bạn. Đấy, trong hộp là đóng xốp từng hộp, mỗi hộp một chiếc, nên là rất là thuận tiện trong quá trình vận chuyển, các bạn hoàn toàn yên tâm khi nhận hàng. Các bạn thấy một cái hộp này là cái số rất là lớn, để tránh chỉ va chạm ở cái chậu này. Vâng, chậu chúng ta, một thân chậu thì có một chậu, một bộ chúng ta gồm một chậu và một bộ sinh phẩm. Bộ sinh phẩm dọ bằng inox, lát nữa chúng ta cũng mở xem chi tiết dọ này. Sản phẩm chậu inox 24 của Sơn Hà được bảo hành 9 năm. Thì chậu này thì các bạn dùng vĩnh viễn không bao giờ hỏng được. Đấy. Đây là một chiếc chậu bàn quay bên tay phải. Thì các bạn, đây là chậu S78 của công ty Sơn Hà. Các bạn thấy bề mặt chậu sáng bóng, bề mặt được giả xước, tức là cái khi dùng cái chậu này thì luôn luôn sáng bóng như thế này. Còn trong quá trình sử dụng, nếu vô tình mà các bạn làm xước chậu thì nó cái vết xước đấy sẽ rất là khó lộ, nó giả xước này, nên là bất cứ thành chỗ nào bị xước thì nó sẽ không bị lộ cái vết xước đó. Bộ chậu của chúng ta có hai lỗ để vòi, có hai lỗ để vòi. Đây là một lỗ để vòi, đây là một lỗ này chúng ta có thể để chờ cho bơm nước rửa chén hoặc là lắp vòi nước RO. Chậu của chúng ta được sản xuất bằng inox 304 liền khối, không hàn mài, có độ dày là 1 ly. Các bạn nhìn bề ngoài cái chậu được sơn rất là sáng bóng, nó khác hẳn với những dòng chậu nhập khẩu từ Trung Quốc, lớp sơn bên ngoài rất là trần trụi. Các bạn nhìn thấy chậu của chúng ta đây, được sơn một lớp rất là sáng bóng, thì cuối cùng cũng có một lớp cao su chống ồn.
rất là chất lượng đúng không ạ? Rất là chất lượng. Chậu của bạn được bảo hành 5 năm. Trên cùng chúng ta có một cái mã vạch thể hiện rõ chậu của chúng ta có giá bán ở đây. Đây là giá khuyến nghị bán lẻ là 1.470.000. Tuy nhiên chúng tôi sẽ có những chương trình khuyến mại giảm giá, có giá trực tiếp giảm giá theo từng cái thời điểm, thì mỗi thời điểm có giá khác nhau và các bạn hãy liên hệ chúng tôi để nhận giá bán tốt nhất. Cái chậu của chúng ta là bàn bên tay phải có kiểu dáng là một hố một bàn, thì tức là khi chúng ta lắp liền tường như này, chậu có vòi lắp ở đây thì cái bàn này quay bên tay phải và cũng y như thế này, kích thước kiểu dáng không thay đổi, cũng có loại bàn bên tay trái. Đấy, khi các bạn đặt hàng thì các bạn lưu ý là các bạn hãy ghi chú là các bạn lấy bàn tay phải hay bàn tay trái để chúng tôi chuyển hàng cho các bạn là chính xác, tránh trường hợp đổi đi đổi lại nó tốn kém chi phí của các bạn. Ok, vâng, tôi sẽ kiểm tra kích thước, đo thực tế kiểm tra cái kích thước thực tế của chiếc chậu này. Theo công bố kỹ thuật của công ty Sơn Hà nhà sản xuất thì cái chậu này chúng ta có S78 làm inox 34, có chiều dài là 78 cm, chiều rộng 43 cm và chiều sâu của hố là 22 cm. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thực tế của cái chậu này. Vâng, chiều dài là 78 cm, chiều rộng là 43 cm và chiều sâu là 22 cm. Ok, vâng, một lần nữa các bạn này nói cái chậu như này. Đấy, chậu của chúng ta là có kiểu dáng kích thước một hố một bàn. Đây là loại chậu cao cấp rất là thích hợp cho những cái không gian bếp nhỏ hẹp. Thuộc phân khúc chậu cao cấp, các bạn dùng vĩnh viễn lúc nào cũng sáng bóng như mới này, không bao giờ bị ố vàng, không bao giờ bị ố vàng hay là sáng đen giống như các loại inox kém chất lượng, tức là inox 201 hay là 301 thì trong thời gian sử dụng thì nó sẽ bị phai màu, bị ố, bị vàng. Đấy, còn đây là inox 304 thì vĩnh viễn sáng bóng như thế này, lúc nào cũng như mới, các bạn chỉ lau cái là sáng bóng. Đấy là cái ưu điểm của chậu của inox cao cấp 304. Đây thưa các bạn đừng nữa, các bạn nhìn chậu này, phía sau của chúng ta đây, phía sau của chúng ta có một lớp cao su chống ồn đấy, được sơn bề mặt rất là sáng bóng. Chậu chúng ta được làm dập liền nguyên khối từ inox dày 1 ly. Các bạn cho okay. Các bạn đi xem chậu thì các bạn cứ ấn nhìn thành là nó dày, các bạn cứ ấn vào thành này này, những thành hố này các bạn sẽ biết độ dày nó. Nhiều hãng chậu có độ dày, các bạn nhìn cái thanh này, chậu có lúc có độ dày đến 1.5 đến 2 ly, thậm chí là 3 ly, nhưng mà cái thành hố chậu này, cái thành hố chậu này các bạn ấn vào dí vào nó rất là mỏng, nó mỏng như tờ giấy luôn. Thì đấy là chậu nhập Trung Quốc kém chất lượng, thì Sơn Hà dập nguyên khối, lúc liền nguyên khối, không dùng hàn mài, cho chất lượng bền vĩnh viễn và luôn luôn sáng bóng vĩnh viễn. Thì đây là chậu cao cấp của tập đoàn Sơn Hà. Rất mong là các bạn khi mua chậu các bạn lại ủng hộ Sơn Hà ở miền Việt Nam, ủng hộ hàng Việt Nam. Đây Sơn Hà được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Sản phẩm của chúng ta được sản xuất tại nhà máy Sơn Hà. Các bạn ở đây chính là chậu S78 của Sơn Hà. Rất mong các bạn ủng hộ. Một bộ sản phẩm chúng ta có chậu và bộ xi phông inox thắt chậu. Và bây giờ chúng ta xem chi tiết cái bộ xi phông này nó chất lượng như nào. Ok. Các bạn thân mến, điểm nhấn đầu tiên khẳng định cái chất lượng sản phẩm chính là cái bầu inox này, cái bầu thoát nước được làm từ inox 34, có kích thước là phi 140. Hiếm có cái chậu làm trên thị trường có được cái bầu inox như này. Đối với sản phẩm chậu inox rửa bát, kể cả những cái nhãn hiệu hàng nhập khẩu bán rất là đắt, 3 triệu đến 4 triệu đến 5 triệu một chiếc chậu thì cũng không được chiếc bầu inox thoát nước như này. Đấy các bạn xem, chiếc bầu inox 34 có độ dày rất là dày và to. Đây là phi 140, có độ thoát nước rất là nhanh. Đấy các bạn xem, cái nắp này, bên trong ra một cái dọn nắp như này. Ok, đây ạ, các bạn nhìn rõ không ạ? Lát nữa tôi sẽ lắp trực tiếp vào đây. Đây là những cái dân cao su chống rò rỉ nước khi trước mặt chúng ta lắp xi phông.
chúng ta có 30g cao su như này. Đây là thiết bị chống tràn. Thiết bị chống tràn này chúng ta sẽ lắp ở được vị trí này. Đây là thiết bị chống tràn như này, lắp ở đầu đây. Tức là khi chúng ta rửa rau rửa bát mà đầy nước thì cái nước đầy nó sẽ thoát ra đằng này. Đây ạ, nó sẽ như này và theo đường ống này chảy xuống. Ok. Đây là những dây thoát nước. Đây, chúng ta có một lỗ, đây là có một cái dây thoát nước này bằng nhựa cao su dẻo. Bên trong có lõi thép. Cái ống này bên trong có lõi thép các bạn nhé. Nên là cho chất lượng rất là tốt. Bên trong này có lõi thép, các bạn có thể cuốn thoải mái. Còn phần này là đây là cứng. Thiết bị đây ngăn, tạo một khung này để ngăn chống mùi. Chống mùi từ cống có thể là thoát lên trên chậu của ta thì thiết bị ngăn này sẽ là thiết bị chống mùi. Và đây là phần tên thoát nước. Đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Các bạn mua chiếc chậu F78 của Sơn Hà thì vận chuyển nguyên hộp và bên trong chúng ta có chậu và bộ thi công inox. Sản phẩm của công ty Sơn Hà được bảo hành 5 năm trên toàn quốc. Bây giờ tôi sẽ lắp bộ thi công này vào để các bạn thấy trọn vẹn chiếc chậu. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp cái bầu này. Lắp cái bầu này thì chúng ta sẽ tháo cái gang nhựa này ra. Rồi. Đây thì còn 200 cao su thì các bạn lấy ra một gang để luồn dưới. Và các bạn luồn vào đây, luồn vào lỗ của nó. Đây các bạn thấy lỗ rất là lớn này. Bạn luồn vào đây. Rồi. Và cái gang này tiếp theo là cái gang này ở dưới. Ta luồn cái gang đen này vào trước. Đây chính xác chúng ta và chúng ta vặn cái này vào để cố định. Khi vặn cái này các bạn chỉ cần vặn bằng tay thôi, không cần dùng kìm đâu ạ, bằng một tay cảm thấy nó chắc, nó chặt, nó êm là được. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái tê chia này, cái tê chia đây. Thì các bạn nhìn thấy cái tê này, cái chỗ này, cái vị trí tê này chính là sẽ lắp ống của cái đường thoát tràn này. Cái thoát tràn bên này thì các bạn cho quay bên này. Đấy, quay bên thoát tràn. Các bạn nhớ là đặt cái gông này vào, đặt cái gông này vào đây để chống giọt nước. Cái bộ của chúng ta này sẽ có 3 cái gông. Trước mắt các bạn lắp cái gông này vào đấy. Rồi. Các bạn để ý cái chiều này nó quay về đằng một phía chống thoát tràn để chúng ta lắp ống thoát tràn. Đó. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái bộ phận thoát nước này, dây thoát nước này thì chúng ta cũng nhớ chèn đặt một cái răng vào đây và chúng ta vặn vào. Cái này các bạn chỉ cần vặn bằng tay thôi, không cần dùng kìm đâu ạ. Vặn bằng tay, chúng ta vặn vừa tay là được. Bạn cảm thấy vừa êm tay là được. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lắp bộ phận xả chống tràn. Đấy, bộ chống tràn thì có cái răng vuông như này, các bạn đặt vào để tránh nhưng mà nó dò nước ra ngoài. Đấy, các bạn kè vào đúng khe của nó. Các bạn kè vào đúng khe của nó. Đấy, sau khi lắp răng vào nó như này. Sau khi lắp răng vào nó như này, bây giờ chúng ta đặt vào vị trí và cài ốc vào. Đấy, có một cái ốc. Ốc này các bạn đặt vào. Đặt vào vị trí của nó và chúng ta bắt ốc thì trong ra. Đây chúng ta sẽ dùng tua vít và chặt lại. Rồi, nếu chúng ta có tua vít chúng ta sẽ bạn chặt thêm vào. Đấy, cho nên bây giờ tôi chỉ đặt giá vào thôi để bạn thêm cầm tự của nó. Tiếp theo là cái ống này thì chúng ta sẽ tràn. Lắp tràn chúng ta lắp vào vị trí của nó. Cứ chọc thẳng vào thôi ạ. Rồi. Cái tê này chính là cái nền lỗ ở đây. Vậy là chúng ta đã xong bộ chống tràn. Còn cái đầu này thì chúng ta đặt vào đây và chọc vào cái vị trí đã chờ sẵn thoát nước xuống vị trí đã chờ sẵn ở cái lỗ thoát nước của chúng ta ở cái bếp ấy. Ok. Đây là chiếc chậu mà tôi đã lắp xong, đúng không ạ? Và đây là cái bộ dọ thoát nước
dọn rác thoát nước cũng làm bằng inox 24, chúng ta vào đây. Và đây là cái nắp. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lắp xong cái chậu của bác, các bạn xem. Chậu chúng ta là làm chậu S78 làm bằng inox 34 rất là cao cấp. Chậu luôn luôn sáng bóng. Chậu chúng ta được sản xuất bằng inox 34 có độ dày 1 ly. Chậu chúng ta có hai lỗ để vòi, có bàn bên tay trái hoặc là bàn bên tay phải. Chậu chúng ta có kiểu dáng là 1 bàn, có kích thước là chiều dài 78 phân, chiều rộng 43 phân và chiều sâu của hố là 22 phân. Các bạn là tôi vừa giới thiệu với các bạn chiếc chậu cao cấp của công ty Sơn Hà. Rất mong các bạn mua hàng, các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi. Chậu Sơn Hà được giao hàng miễn phí, sẽ giao ngay trong ngày nếu như mà khách hàng ở Hà Nội. Còn đối với các thị trường ở tỉnh, các thị trường xa thì chúng tôi sẽ gửi bưu điện hoặc là kết hợp xe công ty gửi đến các bạn. Thời gian giao hàng là từ 2 đến 5 ngày tùy ở cái độ cung đường. Rất mong là các bạn ủng hộ. Đấy, còn khi mà các bạn chúng tôi chuyển hàng cho các bạn thì các bạn hoàn toàn yên tâm là như các bạn thấy đấy, tôi mở hộp ra thì chậu bên trong được chèn xốp rất là ngay ngắn và cẩn thận, nên là chúng ta có thể giao hàng vô tư, giao vận chuyển nó không lo bị móc méo hay là bị rơi vỡ. Thì đấy chính là cái chậu của Sơn Hà. Mong rằng các bạn ủng hộ Sơn Hà. Để tôi là Hoàng Hậu Yến, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.